gỏi gà măng cụt khó mua quá trời luôn, không biết ăn sao hết. Để thử nè. Chàng ơi, tôi tìm mà tôi đặt mấy bữa mới có được chỗ ưng ý nè. Mua thêm cái bịch bé xí vậy măng châm xiền đó. Còn này là hai bịch gỏi của hai phần gỏi gà măng cụt nè. Tôi tức á, tôi phải mua thêm măng cụt để bỏ vô ăn cho đã cái nư. Cái món này đang trend mà cho nên nhiều chỗ bán lắm. Nhưng biết sao tôi nói khó không? Tại vì loạn giá quá trời. Có chỗ bán có nửa con gà với gỏi thôi mà 400-500 xiền. Nghe giá thôi đã muốn choáng váng rồi, đừng nói tới chuyện ăn. Tò mò quá, bình thường tôi không có ăn theo xu hướng đâu. Mà cái món gỏi gà măng cụt này nó rần rần không hồi kết làm chịu sao nổi. Trộn xong rồi nè, hấp dẫn ghê không? Gỏi gà măng cụt. Phần một con gà với gỏi mình mua với giá 280 xiền. Đối với mình cái giá này là hợp lý nha, dễ chịu, dễ ăn nha. Nhìn thôi là đã muốn tứa nước miếng rồi, ăn thử một cái nè. Ôi chàng ơi, hỡi ơi luôn. Vừa chạm tới đầu lưỡi thôi là vô cái vị chua ngọt nhẹ nhẹ liền. Hồi đầu nghe cái măng cục sống mình sợ nó chua, nó chát, nó mần mũ ha. Nhưng mà không hề nha, nó rất là giòn luôn. Cái kiểu mà giòn giòn, ngọt ngọt mà mỏng nước á. Vẫn còn giữ được cái vị thoang thoảng chua nhẹ mới đập đáo nha. Gà người ta làm gà tai, gà tre hay sao nó nhỏ nhỏ người à. Nhưng mà cái thịt, cái da ăn rất là thơm và béo, chắc thịt lắm nha, chứ không phải cái kiểu bở bở đâu. Ăn tới cái khúc này mình mới hiểu tại sao cái món này hot á. Đúng là danh bất hư truyền mà. Lần đầu tiên ăn mà ghiền luôn á mọi người. Vụ này thú vị nữa nè, tại sao không gọi là gỏi măng cục gà giống như là gỏi của hũ dừa tôm thịt á, mà tự nhiên lại kêu là gỏi gà măng cục vậy? Hóa ra là từ xưa giờ tôi ăn gỏi, lần đầu tiên tôi thấy cái món gỏi mà gà nhiều hơn gỏi. Hiểu chưa, hiểu ý mình chưa? Măng cục có chút ác à, gà không là gà. Mà cũng lần đầu tiên trong đời mình ăn một cái món gỏi mà mình thích ăn gỏi hơn thịt á. Ăn trong gia đình mà phải nhường nhau mà nhường gỏi không, mà không có nhường thịt. Tóm lại cái món này mình ăn thấy ngon nha, rất ngon, rất đáng thử.